Ok, Trinh đến với câu hỏi thứ hai nè. Trinh ơi, Trinh làm trong ngành ngân hàng, vậy thì Trinh có thể chia sẻ bí quyết mà giúp cho mọi người có thể đạt được cái lãi suất tốt nhất trong mọi cái hồ sơ, bất kỳ là commercial hay là real estate, residential investment hay là business hay là construction hay là everything. Ok, so mọi người, cái bí quyết á, thực ra nó là nguyên tắc trong cái việc vay mượn. Ví dụ chúng ta có tiền với nhau đi thì chúng ta chọn mặt gửi vàng, đúng không nào? Khi mà mình sợ đưa tiền ra, ngân hàng cũng vậy, ngân hàng cũng là một nhà đầu tư, nhớ lender cũng là một nhà đầu tư. Họ hay cái là họ biết cách dùng cái đồng tiền đó đi cho vay, đi cho đầu tư khắp mọi nơi trên thế giới này, you know, trong cái thị trường để chỉ họ kiếm tiền. So that's the reason why họ phải có một cái guideline rất kỹ về tất cả mọi cái tình huống, về mọi hồ sơ. So in the end, Trinh muốn đưa ra những cái highlight như thế này. Thứ nhất là điểm credit. Khi đi vay phải build điểm credit tốt, 740 trở lên, 780 trở lên là good, chứ còn ở dưới đó thì không được nha. So điểm credit nó nói gì? Độ tín nhiệm, sự tín nhiệm của một người cầm đồng tiền của người khác có làm đàng hoàng không? Có sử dụng đúng mục đích đã nói không? Có mess up không? Có trả lại on time không? Có quỵt tiền không? Nói thẳng ra là như vậy. Thứ nhất, cái điểm credit nói lên cái sự tín nhiệm. Cái điểm thứ hai là gì mọi người biết không? Giấy tờ chứng minh cái thu nhập. Ê, mượn tiền là biết rồi đó, nhưng mà có khả năng trả không? You know, sao dựa vào cái gì để mà biết được cái người này có khả năng trả hay không? Bằng statement, là the second position đó nha. Cái thứ nhất là gì? Hồ sơ thuế. Rất quan trọng. Ok, bây giờ nói đã, nói đời, nhưng mà giấy tờ nó vẫn là cái quan trọng. So, nộp hồ sơ thuế vô, 2 năm, 3 năm vô, you know. Coi bằng statement, know what transaction every day in. So, phải coi được đó, thu nhập. Thứ nhất, credit, thứ hai, thu nhập, cái thứ ba là gì? Collateral, rất quan trọng. Collateral là gì? Thế chấp tài sản, nói thì nói đó, nhìn thì nhìn là biết rồi đó. Nhưng, lỡ có chuyện gì sao? Lỡ người ta bệnh, người ta bị, you know, bắt xỉu, hay là lỡ kinh tế khủng hoảng, lỡ lỡ cái này biết đâu được, you know, biết đâu được, right? So, phải có collateral, phải có tài sản, nói thì nói, nhưng mà cầm cái cán trước cho nó nha. Ok, để anh chị đưa số tiền ít, số tiền nhiều, yên tâm. Vậy thật sự là nói như vậy đúng không? Nói kiểu trên, nói hơi kiểu bình dân, kiểu Việt Nam mình là vậy. Doesn't matter, ok? Nhưng mà cái luật của Mỹ nó cũng cũng như Việt Nam mình thôi. Nhưng mà cái điều Mỹ nó làm việc là hay, một cái là nó làm cái có hệ thống, có nguyên tắc. Còn Việt Nam mình là ít khi có nguyên tắc. Ok, nói là nói, ok vậy được rồi, không cần giấy tờ, không cần thỏa thuận, không cần thế chấp gì thì bị mess up rất nhiều. Khi mà chúng ta đụng tới tiền mà chúng ta còn mess up thì tất cả những cái mối xung quanh, mối quan hệ xung quanh nó sẽ bị mess up theo. Collateral là cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng. Cái collateral có là một cái vấn đề, nhưng mà cái giá trị của cái collateral đó phải tương đương với số tiền anh vay. Tôi cầm cái nhà 200, trong khi đó tôi đưa anh 500 sao được, đúng không? Sau cái giá trị của cái tài sản đó phải tương đương hoặc là hơn cái số tiền mình đưa ra đó, mọi người thấy không? Nó make sense, chứ nó không phải là khi mà người ta tới vào một ngân hàng á, người ta có khó khăn với mình này kia thì do nó có vấn đề người ta mới khó khăn với mình, chứ còn nếu mà không có vấn đề, nó không có gì khó khăn hết trơn. They love you, they love the deal, they want to invest in your deal, in your business. So phải hiểu như vậy. Ai mà thấy một cái miếng mồi ngon, một cái business make good money, một cái người quá perfect hồ sơ hoàn toàn đó, ai mà không muốn, ai mà không thèm? Tất cả những người lender, tất cả những ngân hàng, hệ thống ngân hàng cả thế giới luôn mọi người. Ai mà thấy một cái món hời mà không muốn đầu tư vào, lúc đó khỏi năn nỉ, you know. So nếu mà chúng ta là người đi vay mà chúng ta đã thông minh như vậy thì huống chi là những người cầm tiền tỷ trong tay, người ta cho bạn mượn, you know. So it's the same, Việt Nam hay là Mỹ hay là Hàn Quốc, Nhật Bản gì, nó cũng the same guideline trong cái vấn đề vay mượn, phải make sure everything. And then vấn đề nữa là mọi người biết không, tùy vào mục đích mình vay để mình kinh doanh hay là mục đích mình vay để đầu tư bất động sản thì nó lại khác. Kinh doanh nó chỉ là phương tiện kiếm tiền, còn bất động sản mới là cái giá trị last và an toàn, secure. Ok, so nếu mà mình vay tiền đi kinh doanh á, mà kinh doanh thì nó không có một cái tài sản, không phải assets, đúng không? Thì mình phải biết là một cái rất là quan trọng đó là 3 year projection hoặc là 5 year projection. Projection là gì? Bản thu chi dự tính của cái business sau khi đi vào hoạt động và nhận được tiền thì sẽ làm cái gì? Anh dùng tiền đó là để làm cái gì? Mua đất, mua đai hay là xây dựng hay là
equipment, những cái mà equipment mà có giá trị 5.000 đô trở lên phải ghi hết số series vô. Nó đâu có đơn giản làm việc với ngân hàng, nó nắm hết trơn rồi. Đằng sau ngân hàng là một cái big legal department, mọi người biết không? Nó make sure all the legal document phải secure để làm gì? Đó là lý do khi mà mình đi mua một cái nhà để ở, ký cả hàng trăm tờ giấy, đúng không? Hàng chục tờ giấy, nguyên một sấp giấy để làm gì? Legal document, đến chứ. Lỡ có chuyện gì mày không trả tiền tao là tao kiện mày được. Ví dụ như vậy, mọi người thấy không? Nên Mỹ nó rất là giỏi về cái việc mà giấy tờ là như thế. Nó hiểu luật vô cùng, làm việc theo đúng nguyên tắc. Nên ai mà không làm việc theo đúng nguyên tắc thì nó mess up thôi. Mình sẽ rất là khó chịu, mình cái sự khó chịu mình không đúng, okay. Jen sẽ giải thích tất cả những cái ngôn từ, ngôn ngữ, cái banking, cái financing language cho mọi người later, okay? Bye mọi người.